Chào các bạn. Bài tập tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện đó là màn hình đổi tiền. Thì quan sát trên màn hình thì chúng ta thấy ở đây đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái loại ngoại tệ mà chúng ta cần đổi. Ví dụ như ở đây là USD, JPY và Euro. Thì đây là những cái loại mà chúng ta cần đổi ra. Ví dụ như là số tiền cần đổi là 1.500. Với cái đơn vị ngoại tệ là USD thì chúng ta sẽ chọn nút đổi tiền và nó sẽ thực hiện là xuất tỷ giá và cái tiền đổi tương ứng. Thì đầu tiên ta sẽ đi phân tích yêu cầu của đề bài này như thế nào. Trong phần thông tin nhập thì chúng ta sẽ nhập vào số tiền cần đổi, sau đó ta sẽ thực hiện đổi tiền theo cái loại ngoại tệ đã được chọn. Còn thông tin xuất đó chính là cái số tiền sau khi mà chúng ta đã quy đổi theo cái tỷ giá tương ứng. Thì tiếp theo sẽ là phần hướng dẫn giải. Trong phần thiết kế màn hình thì chúng ta sẽ sử dụng cái điều khiển là Rubbox, loại ngoại tệ và Radio Button là những cái thành phần để chọn lựa những cái chức năng. Ví dụ như là chọn một trong số các cái loại ngoại tệ nào thì chúng ta sẽ chọn cái radio button để thiết kế. Thì đó là những cái điều khiển ở trên form. Trong phần xử lý chức năng thì chúng ta sẽ xử lý cho cái nút đổi tiền như sau. Trong sự kiện list của nó thì chúng ta sẽ xuất tỷ giá tương ứng, đồng thời sẽ đổi tiền theo cái tỷ giá đó. Thì ở đây chúng ta sẽ khai báo những cái biến như là tỷ giá, tiền đổi, rồi số tiền. Ta sẽ lấy số tiền ở trên form, sau đó sẽ đi tìm tỷ giá. Thì ở đây chúng ta sẽ hỏi xem những cái giá trị nào của tỷ giá đang được chọn. Thì chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính check của những cái radio button. Thì nếu như cái radio button USD mà đang được chọn có nghĩa là check bằng true thì ta sẽ có tỷ giá là 16.000. Còn nếu như loại ngoại tệ là yên Nhật thì chúng ta sẽ có tỷ giá là 131. Ngược lại có nghĩa là euro thì chúng ta sẽ có tỷ giá là 20.559. Thì đó là tìm tỷ giá theo cái loại ngoại tệ. Sau đó ta sẽ đổi ra tiền Việt Nam đồng. Thì tiền chính là bằng tỷ giá nhân với cái số tiền cần đổi. Sau đó ta sẽ xuất kết quả ra màn hình. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện đổi tỷ giá ra cái định dạng như thế này. Thì chúng ta sẽ sử dụng phương thức toString, rồi chúng ta truyền cái chuỗi định dạng vào. Tương tự, ta có số tiền quy đổi thì chúng ta muốn định dạng là phân cách ngàn và Việt Nam đồng thì các bạn truyền vào cái chuỗi định dạng như thế này. Còn ở những cái option loại ngoại tệ thì có một yêu cầu là khi mà khi mà chúng ta chọn thay đổi các cái loại ngoại tệ, có nghĩa là sự kiện check exchange xảy ra thì ta cũng thực hiện tương tự, có nghĩa là gọi lại sự kiện list của cái nút đổi tiền. Thì sau đây sẽ là phần bài giải cho cái màn hình này. Thì giao diện các bạn để ý ở đây là đối tượng là Rubbox, còn đây là Radio Button. Còn ở đây chúng ta sẽ có hai cái label để chúng ta, một cái label là chứa tỷ giá và một label chứa cái số tiền quy đổi. Trong nút đổi tiền thì chúng ta sẽ thực hiện đổi tiền như đã hướng dẫn. Còn những cái
sự kiện check exchange của những cái radio button, thì các bạn gọi lại cái sự kiện của cái nút đổi tiền. Hay là cái ô text box có nội dung thay đổi thì chúng ta cũng gọi lại cái sự kiện list của nút đổi tiền. Thì ví dụ như chúng ta có cái loại ngoại tệ là USD, chúng ta cần đổi 2.000 đô. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta gõ vào, thì do là trong cái phần xử lý cái nội dung thay đổi, thì chúng ta sẽ có xuất ra. Còn nếu không thì chúng ta có thể nhấn vào cái nút đổi tiền cũng được. Còn khi thay đổi cái này thì các bạn thấy là cái giá trị nó cũng thay đổi tương ứng. Như vậy là chúng ta vừa xem xong cái màn hình đổi tiền. Thì ở màn hình này giúp cho các bạn làm quen với những cái điều khiển như là radio button, cách xử lý sự kiện trên nó. Thì chúc các bạn thành công ở bài tập này.